Xin chào các bạn, bên cạnh Vi là chiếc máy xay sinh tố BLB5339 đến từ hãng Bluestone. Vi đã trải nghiệm sản phẩm này rồi và cảm thấy là chiếc máy xay sinh tố này vừa sang vừa xịn thật đó. Nếu so với những chiếc máy xay sinh tố cùng phân khúc thì đây cũng là một sản phẩm đáng để lựa chọn. Nào chúng ta hãy xem đến hết video clip để xem là chiếc máy này có điều gì đặc biệt nhé. Chiếc máy xay sinh tố này có thiết kế sang trọng, làm tăng độ hiện đại cho không gian bếp. Toàn bộ phụ kiện của máy bao gồm thân máy bằng thép không rỉ, bền đẹp, chống trầy xước. Có xay thủy tinh dung tích 1,5 lít, chịu va đập tốt khi xay đá, xay được thực phẩm nóng, dễ dàng vệ sinh. Có xay phụ để xay hạt khô, cứng và nắp tiếp nhận thực phẩm. Có xay chính được làm bằng thủy tinh trong suốt. Mà phải nói nha, vì cầm cảm thấy rất là nặng tay và cảm thấy là cầm hàng xịn thì có khác. Vì xay thì cũng mấy lần rồi, đảm bảo luôn là xay vừa nhuyễn vừa nhanh. Máy có công suất là 800W, kết hợp lưỡi dao bằng thép không rỉ sắc bén với có xay chính tận 6 lưỡi và có xay phụ là 4 lưỡi. Để các bạn kiểm chứng chi tiết từng bộ phận và tiện ích của máy, bây giờ thì Vi sẽ làm món sinh tố sữa tươi luôn nha. Nguyên liệu thì cũng đơn giản thôi, mình chỉ cần dưa hấu sắc lát và sữa tươi. Lưu ý là để ngon hơn thì trước đó là nên cho dưa hấu vào đông lạnh. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Mình sẽ xay sinh tố bằng cái cối lớn này. Và trên thành cối sẽ có những vạch đo dung tích để mình có thể đong đếm khi cần. Đây, ở chỗ này đây, các vạch chia ra dung tích rất rõ ràng từ 250ml đến 1,5 lít. Như thực tế thì các bạn có thể thấy vạch đo đến đây là 1,5 lít. Các phần trên trống ra này thì Vi nghĩ là để trừ hao khi xay thức ăn sẽ không bị văng ra ngoài, đảm bảo sạch sẽ hơn. Vi đã xay sinh tố mấy lần rồi và thật sự là không hề văng ra ngoài nha các bạn. Làm món sinh tố thì cũng rất là đơn giản, có nguyên liệu như thế này thì mình cứ bỏ vào máy là được. Đây, cho tất cả vào. Đối với sữa tươi thì Vi sẽ tận dụng cái nắp tiếp nhận thực phẩm để đông, vì ở đây có vạch đo khá là tiện để mình đong đếm. Và ba cốc như thế này thì Vi đã có 120ml sữa tươi rồi. Phần nắp máy được làm bằng nhựa cứng và có thêm miếng nhựa dẻo cũng như là phần nhô ra để đảm bảo là việc chúng ta sẽ đóng nắp thật là chặt, tránh việc thực phẩm khi xay sẽ bị văng ra ngoài. Lúc lắp cối lên thân máy, các bạn chỉ cần chú ý ký hiệu hướng dẫn mở đóng khóa ở đây, đặt cối vào rồi xoay theo hướng mũi tên, nghe tiếng cốp là được. Nếu khóa chưa đúng, máy sẽ không hoạt động đâu nha. Bây giờ thì Vi sẽ cắm điện để bắt đầu xay nha. Phần dây điện thì được nối liền với thân máy và Vi thấy là với cái độ dài của dây thì cũng vừa phải. Mình thì chỉ sử dụng trong bếp thôi cho nên là đây là độ dài cũng vừa và gọn rồi. Trước khi xay thì mình cũng sẽ nói qua về bảng điều khiển của máy nha. Sẽ có núm xoay off on với đa tốc độ cho mình lựa chọn với các vạch từ min đến max. Có 3 nút nhấn chế độ gồm nhồi, xay đá và xay sinh tố. Núm xoay và nút nhấn được bọc inox sáng bóng và núm xoay thì rất là dễ xoay. Khi xoay thử thì các bạn nghe thấy đó, nó kêu tạch tạch ở các nút off, on, min báo hiệu cho mình biết. Các nút còn lại thì xoay rất êm, rất nhẹ. Nút nhấn thì có đèn led báo hiệu, rất tiện để mình thao tác. Có điện rồi thì bây giờ mình sẽ xoay sinh tố thiệt nè. Vi sẽ xoay từng tốc độ cho các bạn dễ quan sát nha. Bắt đầu với tốc độ 1 nè, tốc độ 2, tốc độ 3. Giờ là tới nút xoay sinh tố luôn cho nhanh nè. Nếu như trong quá trình xay mà các bạn muốn bỏ thêm nguyên liệu vào thì các bạn có thể mở nắp tiếp nguyên liệu này ra, bỏ nguyên liệu vào chỗ miệng này mà không cần phải mở nắp ra. Vì muốn uống sinh tố nhiều sữa và lạnh một chút mà nãy quên cho đá nên bây giờ mình sẽ bỏ thêm sữa và đá vào. Sẵn có đá viên ở đây thì Vi sẽ kiểm tra khả năng xay đá chuyên biệt của máy này cho các bạn cùng biết luôn nhé. Nhấn nút xay đá nè, các bạn thấy không, chỉ cần một nút nhấn là đá xay nhuyễn với sinh tố luôn rồi đó. Nãy giờ Vi nghĩ là sinh tố cũng nhuyễn ơi là nhuyễn rồi, bây giờ mình sẽ đổ ra ly để kiểm tra thành quả nhé. Vi xay đến tối đa là 1,5 lít luôn để xem đổ ra được bao nhiêu ly nha. Wow, được tận 4 ly luôn nè các bạn. Như vậy là nếu gia đình nào mà nhiều thành viên thì cái cối này sẽ phục vụ được với số lượng lớn, đỡ tốn công mình phải xay lại nhiều lần. Vị ngọt thanh thanh của dưa hấu mà hòa quyện với sữa tươi, uống tới đâu là Vi cảm thấy vừa bổ dưỡng mà vừa đẹp da tới đó. Thỉnh thoảng thì các bạn nhớ là bổ sung loại thức uống này để cho tăng sức đề kháng cơ thể nha. Bây giờ thì mình sẽ tạm thời dẹp qua cái món sinh tố này một bên mà giới thiệu cho các bạn cối xay phụ của chiếc máy này. Cối xay phụ này thì chất liệu bằng inox, xay được đến 500g thực phẩm khô cứng như gia vị là tiêu, hành, tỏi, ớt
hoặc là xay đậu như đậu xanh, đậu phộng, hạnh nhân, hạt maca, vân vân. Cối phụ này có nắp nhựa trong suốt để mình tiện quan sát thực phẩm khi xay. Nắp có tay cầm vòng nhựa dẻo, có hướng dẫn đóng mở nắp và có khớp ở đây để khi đóng nắp khớp chặt kín với miệng cốc. Mở ra thì cũng dễ dàng, Vi sẽ thử test cho nó xay tiêu để các bạn xem nha. Và đây là thành quả của chúng ta, 50g tiêu xay nhuyễn trong vòng 3 giây. Nãy giờ thì mình xay hết thực phẩm từ mềm như là dưa hấu nè, rồi đến những thực phẩm cứng như là hạt tiêu và đá. Thì các bạn cũng có thể thấy là máy hoạt động ổn định, không bị rung lắc quá nhiều. Nhờ máy được trang bị 4 chân đế chống trượt. Hơn nữa thì máy còn có tính năng là sẽ tự động ngắt khi mà quá tải, cho nên là mình hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Xay xong là tiếp đến công đoạn vệ sinh. Với chiếc máy xay sinh tố này, vì nó có chức năng nhồi nên các bạn có thể tận dụng nó cho thêm nước vào để đẩy sinh tố còn sót lại dính vào lưỡi dao. Sau đó đem các bộ phận tách rời rửa lại là sạch ngay thôi. Ok, Vi đã vừa chia sẻ cũng như là trải nghiệm thực tế về chiếc máy xay sinh tố này cho các bạn biết rồi. Nhìn chung thì chiếc máy này vừa sang vừa xịn và đây cũng là một thương hiệu uy tín và nổi tiếng. Nếu như gia đình bạn ít người hay là nhiều người thì chiếc máy này vẫn đáp ứng được nhu cầu xay sinh tố hay là xay thực phẩm khô cơ bản. Hy vọng là sau video clip này thì các bạn đã có thêm sự lựa chọn về chiếc máy xay sinh tố cho gia đình mình rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.